Sáng ngày 22 tháng 9, một đám cháy đã xảy ra tại cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó, đám cháy được phát hiện vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, sau đó bùng lên thành đám cháy lớn trên diện tích khoảng 200m². Một số người dân cho biết đã nghe tiếng nổ lớn từ đám cháy nhưng cửa hàng đóng cửa nên không thể dập lửa ngay từ ban đầu. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An, khu công nghiệp V-Ship đã điều động 8 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tài sản cứu được có giá trị khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.